Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trong đầu ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành là đánh giá lại chiếc Xiaomi 12 này. Cách đây 2 tháng ấy, thì mình có làm về em nó và lúc đấy thì mức giá đang rơi vào tầm khoảng là 10.790.000 các bạn nhé. Điện thoại hay.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất, tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngày điện thoại hay, địa chỉ 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Nhưng mà sau 2 tháng bây giờ ấy, thì nó chỉ còn khoảng là 8.790.000 thôi. Như vậy là cứ cho là du di 1 tháng nó sẽ giảm 1 triệu như thế. Và đây cũng là một cái chiếc máy gọi là chiếc máy cũ thôi, nhưng mà vẫn là chính hãng DigiWorld các bạn nhé. Chính hãng tại thị trường Việt Nam và có full box đầy đủ phụ kiện. Thì đối với lại một cái chiếc máy như là Xiaomi 12 ấy, thì mình thấy rằng là nó có rất là nhiều ưu điểm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải làm rõ những vấn đề về gọi là yếu điểm của nó, để mà đưa ra cái phương hướng nó gọi là lựa chọn theo cái nhu cầu nó phù hợp nhất. Ví dụ như là cái chiếc Xiaomi 12 này, như chúng ta có thể thấy là kích thước của nó gọi là rất là gọn. Với cái kích thước màn hình hiển thị của con này, nó là 6.29 inch. Kèm với đó là cái phần viền màn hình nó siêu mỏng nữa, nên là tổng thể cái kích thước của nó rất là gọn luôn. Đấy, nếu như mà cầm trên tay thì các bạn thậm chí là còn thấy gọn hơn so với iPhone 11 có màn hình 6.1 inch, cũng như là cái iPhone 12. iPhone 12 là kiểu nó bị cắn, cho nên là con này là mặc dù 6.3 inch nhưng mà cầm nó rất là gọn luôn. Kèm với đó thì chúng ta sẽ còn có đó chính là một cái phần thiết kế mà đánh giá là nếu mà so với lại đời Xiaomi 13 thì nói chung là cũng 1910. Thiết kế trên cái đời Xiaomi 12 thì mình rất thích, chứ nó không giống như là đời Xiaomi 11 mình thấy hơi chán. Cái thiết kế của Xiaomi 11 hoặc là điển hình như là Xiaomi 10 nữa thì nó còn quá là dưới điểm trung bình luôn cho một cái chiếc máy flagship. Đấy, thì đối với lại Xiaomi 12 là chúng ta sẽ thấy được nó có một cái nét riêng rõ rệt nhất. Và về chất liệu thì nó cũng là chất liệu cao cấp nhất rồi, khung viền kim loại này. Rồi là mặt lưng kính mơ, gần như là dùng con này nó rất là sạch sẽ luôn, cũng không thấy bám dấu vân tay và mồ hôi như thế này, mặc dù là đã nghiêng dưới nhiều cái góc nhìn, dưới nhiều cái nguồn ánh sáng khác nhau, nhưng mà thấy rằng là nó vẫn rất là sạch sẽ các bạn nhé. Kèm với đó thì chúng ta sẽ có là một cái thiết kế form bo cong 3D đối xứng. Như trên đời Xiaomi 13 thì nó không còn cái form bo cong này nữa. Đấy, Xiaomi 12 thì nó vẫn còn, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác cầm nắm thứ nhất là rất tốt này. Và thứ hai khi mà vuốt từ cái phần cạnh viền vào ấy, nó cũng thật sự rất là thích. Đấy, mức độ hoàn thiện thì vô cùng tỉ mỉ và xịn sò rồi, không có gì để chê. Sang đến cái phần màn hình ấy, thì đây cũng là một cái dạng màn hình 12 bit màu các bạn nhé. Tức là nó có thể hiển thị lên tới là 68 tỷ màu. Tất nhiên là về cái mắt thường thực tế chúng ta trải nghiệm thì bây giờ bảo màn 1 tỷ màu với màn 12 bit màu thì gần như không phân biệt đâu. Đôi khi là cả màn 16,7 triệu màu là màn 8 bit ấy, thì cũng rất là khó để mà có thể phân biệt được rồi. Nhưng mà rõ ràng là về cái mặt thông số cũng như cái chất lượng hiển thị thực tế của nó là rất tốt các bạn nhé. Không có gì để mà chúng ta phải chê, đắn đo, suy nghĩ gì cả. Độ phân giải cũng là Full HD, mà Full HD này cho kích thước màn hình là 6.29 inch, chứ không phải là 6.5, 6.7 inch. Đấy, nên là cái chi tiết của nó cho ra là vẫn cực kỳ tốt. Kèm với đó là chúng ta sẽ có là một cái độ sáng rất là cao, vì đây là một cái chiếc máy flagship mà. Còn về hiệu năng ấy thì chiếc máy này nó sẽ chạy con chip là Snapdragon 8 Gen 1. Thì mình cũng nói rất rõ ràng quan điểm là đây không phải là một con chip, mặc dù là nó là chip flagship, nhưng mà nó thật sự là nó chưa phải là một con chip đủ mạnh để mà chúng ta có thể là gọi là trầm trồ hoặc là sử dụng một cách nó thoải mái được. Vì ở đây là một con chip mà được xem như là kiểu nó bị lỗi thì nó có vẻ là hơi quá, nhưng mà nó là một cái con chip nóng, và chính vì nóng như thế cho nên là rất khó để chúng ta có thể làm được những cái tác vụ nặng trong khoảng thời gian dài. Đối với lại những người mà mua Xiaomi 12 thì mình nghĩ rằng là cái nhu cầu họ cần đó chính là một cái thiết bị nhỏ gọn và đủ mạnh, đủ nhanh để mà dùng những cái tác vụ thường ngày. Đấy, cho nên là mình nghĩ là với hiệu suất của Snapdragon 8 Gen 1 nó vẫn rất là ok, nhưng mà mua về để chơi game thì mình thấy là nó hơi bị thiệt thòi, và chiếc Xiaomi 12 này mình thấy là nó không thật sự là phù hợp. Với những tựa game phổ biến bây giờ như Liên Quân, Liên Minh, PUBG thì nó là những tựa game rất nhiều nút, nên với một kích thước màn hình bé rất khó để mà chúng ta có thể thao tác một cách nó dễ dàng, thuận tiện nhất. Kèm với đó là hiệu suất Snapdragon 8 Gen 1 nó yêu cầu chúng ta là phải ngồi gần quạt, ngồi gần điều hòa hoặc là có quạt tán nhiệt thì nó mới duy trì được một cái hiệu suất mạnh trong một khoảng thời gian dài. Chứ còn mà không có thì vào một tí là nó sẽ lag, nó sẽ drop ngay. Đấy, thì trong video trước mình cũng thấy là có rất nhiều các bạn đang sử dụng cái chiếc Xiaomi 12 này khen. Đấy, khen em nó vì rõ ràng là cái nhu cầu của họ thì nó không có đụng tới game. Mình sử dụng trải nghiệm con này thì mình thấy rằng là đúng là không dùng tới game, hoặc thậm chí là cái cả chơi như là những cái tựa game kiểu như là Liên Minh, Huyền Thoại, Tác Chiến của mình để mức setting ở mức khá thôi. Đấy, tại vì là mình không thể nào để lên max được, mình chơi rank mà, cho nên là mình cũng phải tối ưu ở một cái mức đồ họa nó cơ bản đủ, kiểu nhìn thấy tướng rồi là nhìn thấy chiêu né chiêu các kiểu này kia. Đấy, thì chơi nó vẫn hoàn toàn mượt mà và ổn định, cái cả là chơi 4 đến 5 ván liên tiếp. Đấy, cày chung ranh với bạn
vẫn bình thường. Thì xét ở trong cái điều kiện mà kiểu thời tiết nắng nóng như thế này thì chắc chắn là luôn luôn là chơi phải ngồi gần quạt rồi đó không nào, thì nó vẫn là ổn định. Nhưng mà nếu như chơi PUBG hay là Genshin Impact thì nó sẽ là một cái gì đó hơi đuối. Cái này chúng ta phải chấp nhận và nhìn rõ để nói kỹ về vấn đề này, để tránh cái tình trạng nhiều bạn bảo xem rồi bảo mình thần thánh cái con Xiaomi 12 này lên rồi để mà bán hàng cho điện thoại hay không có. Mình chỉ mong là mỗi video mình tư vấn ấy, mỗi cái chiếc máy thì nói chung là khi mình lựa chọn thì luôn luôn là lựa chọn những cái chiếc máy gọi là đáng mua, có tham số tốt. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ là kiểu phù hợp với gọi là một đối tượng nào đó thôi, chứ không phải là phù hợp với tất cả mọi người. Nên là mọi người lưu ý với mình nha, máy mình chọn để mà lên video ấy, thì thường là nó sẽ cực kỳ đáng mua, nhưng mà nó cũng sẽ đáng mua với một vài đối tượng thôi, chứ không thể nào mà gọi là tổng thể được, đúng không nào. Còn về phần camera thì đây là một cái chiếc máy flagship nên các bạn có thể yên tâm là về khả năng quay video thu âm của nó là cực kỳ tốt các bạn nhé. Nói chung là về cái phần mềm chụp đêm của Xiaomi thì mình thấy chưa ok lắm, nhưng mà nhìn chung thì tất cả mọi thứ còn lại là làm rất là chỉnh chu, vì là một cái chiếc máy flagship mà, cho nên camera các bạn cũng sẽ không cần phải lo. Cảm biến chính 50MP của nó cũng là một cái cảm biến rất là xịn, nên có thể yên tâm là về khả năng quay chụp là nó đều đáp ứng được tốt hết. Đấy, kèm với đó là chúng ta sẽ có được là một cái dung lượng pin được cắt giảm xuống là từ 5.000 còn 4.500, nhưng mà mình thấy 4.500 nó là hợp lý cho một cái kích thước nhỏ gọn như thế này rồi, đói thế nào được. Chưa kể là những cái chiếc máy flagship ấy, thường các bạn sẽ thấy nó rất là nặng, nó rất là đầm, và nó sẽ có những cái linh kiện khác nó to, nó khổng lồ. Ví dụ như camera chẳng hạn, có thể là một cái con máy giá rẻ thì camera của nó không cần phải to, không cần phải khủng khiếp như thế này, thì nó có thể là thêm được dung lượng 5.000, nhưng mà con này thì nó phải có một camera chất lượng vì nó là một chiếc máy flagship, nên thành ra là nó phải giảm cái không gian dành cho phiên pin lại. Vậy thôi, sạc thì sạc 67W, mình có cắm thử sạc 120W nhưng mà nó cũng chỉ nhận là 67W thôi các bạn nhé. Đấy, loa kép cũng là loa Harman Kardon, rất là xịn sò, đầy đủ cả. Cho nên là tổng thể là em Xiaomi 12 này nó cũng gọi là phù hợp một đối tượng người dùng nhất định thôi, thích một trải nghiệm một chiếc máy flagship của năm ngoái ở tầm khoảng là 8.7 triệu bây giờ. Mặc dù không phải một chiếc máy mới, nhưng mà cái hình thức cái chiếc máy mình đang trên tay này nó rất đẹp, là chiếc máy chính hãng DigiWorld. Đấy, hộp phụ kiện thì đầy đủ, không thiếu gì cả. Vậy còn các bạn nghĩ sao? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.